Thực ra là tôi sinh ra trong một gia đình bố làm nghệ sĩ, vừa nhạc sĩ vừa họa sĩ. Mẹ tôi thì cũng làm cái nghề đó là công nhân pha màu ở phim hoạt hình, tức là cũng dính dáng đến về mỹ thuật. Thì anh trai tôi thì lại là người chơi đàn violon mà ở trong quân đội. Thì những cái năm trước, những năm 70 thì anh tôi đã từng ở chiến trường B. Thì còn cô em gái thì là làm về ngôn ngữ học tiếng Pháp. Đấy là một thứ gọi là những năm 56 đối với xã hội miền Bắc nói chung và gia đình mình nói riêng, tức là nghèo khó lắm. Thì tôi sinh là thiếu tháng, nghĩa là tôi sinh ra có 7 tháng rồi. Đi sơ tán thì 7-8 tuổi, 64-65. Nó giống như là cái việc mà mình được tham gia một cái khung cảnh chiến tranh năm 79 ở biên giới phía Bắc, chỗ Lào Cai. Thì cả một cái giai đoạn trong vòng 4 năm thì tôi được được sống, đi sơ tán. Thì tất cả những thứ nào thuộc về cùng đứa trẻ chăn trâu hay một đứa trẻ ở nông thôn là tôi đều trải qua. Mà có những thứ mà kỷ niệm mà thực ra không phai mờ được vì lý do là về cứ vứt cặp sách ấy là ra đồng rồi. Lúc thì mót lúa, lúc thì cắt dạ, lúc thì bắt cá. Từ những buổi tối đi mót lạc về hợp tác xã, tham dự chia điểm, tham dự chia, tức là chia xuất hiện vật ấy, thì nó đều gieo vào trong mình một cái ấn tượng. Và những cái buổi chiều mà mình đi theo các anh chị lớn, đi gọi là đi đồng xa đấy, được khoảng 4-5 cây, đi mót dạ về để đun, đôi khi cảm thấy là nó bé quá, chạy không kịp theo các anh các chị. Thì đôi khi là để xua đi cái cảm giác là sợ thì cứ nghêu ngao hát thật to, tức là để hiện diện mình. Cái thứ hai là cũng để nói với các anh các chị. Và từ cái thời đấy thì mình cũng đã vào đình chùa, mà nhất là đình chùa hồi đấy là nó với một cái thể chế của mình thì về cơ bản họ không coi trọng. Lúc đấy là do cái chính sách không coi trọng cái sự hiện diện của một tín ngưỡng. Đấy cũng là cái sự thiệt thòi, cho nên cái văn hóa cổ của mình cũng bị tàn phá nhiều. Thì đôi khi có những ngày vào tới chùa thì cái cảm giác nó cô đơn, cái cảm giác của một cái nỗi sợ hãi trong một cái không gian tâm linh mà các cái tượng Phật, không phải các tượng Phật, các tượng kim cương ấy, nó lớn và nó bề thế, nó choán hết cái tinh thần của mình. Đấy, cho nên về cơ bản ấy, cái hệ thống tâm linh của văn hóa người Việt và của phương Đông nó vẫn đi theo tôi cho đến giờ phút này. Thế thì cuối cùng mình mới, lúc đấy không hiểu đâu, nhưng mà rõ ràng nó có một điểm rằng thế này, về sau này thì mình thấy tức là này, lực của âm dương họ hút nhau. Chỉ trong một lần trước khi tôi đi sơ tán thì mẹ tôi có kể là dẫn con đi chơi ở chỗ bờ hồ, thì tự nhiên thấy tôi giật mình, tôi chỉ bảo mẹ ơi đẹp quá. Thì tôi nghe lại thôi, chứ còn lúc ấy tôi độ khoảng 3-4 tuổi tôi không nhớ. Nhưng là này, thì mẹ tôi mà quay lại xem thì thấy một cái bóng cây nó đổ, hắt nắng nó đổ xuống, thì tôi nhìn thấy cái bóng cây thì tôi nói là mẹ ơi, cái cảnh này đẹp quá. Thế thì có lẽ đấy cũng là một thứ mà nó là manh nha cái gì đấy cho một cái sự yêu thích nghệ thuật của tôi về sau này về mỹ thuật.